Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, vận động đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng trên 800.000 mét vuông đất thổ cư, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động được trên 47 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng, tổ chức chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh năm 2019-2020, hỗ trợ xây mới gần 1.600 căn nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đặc biệt chúc mừng các cá nhân tiêu biểu được biểu dương tôn vinh trong đợt này, đồng chí nhấn mạnh. Tại hội nghị hôm nay, tôi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, về vai trò nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, nêu cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và toàn xã hội. Hai là thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, chức năng, các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bốn là Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm trọng dân, gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở. Thứ năm là thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chú trọng tuyên truyền, vận động thành lập các tổ liên gia theo xóm, đội, cụm dân cư để phát huy tính tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư. Nhân đây tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo đối với công tác mặt trận và tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả. Nhân dịp này, 130 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương và cơ sở giai đoạn 2015-2020 được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen.